Kính thưa quý vị, một lần nữa thì với một cái chương trình đặc biệt để kỷ niệm 16 năm thành lập công ty điện tử Teletron cũng như là mừng lễ độc lập Hoa Kỳ, thì công ty điện tử Teletron có rất nhiều mặt hàng on sale mà quý vị không tìm đâu ra được. Thứ nhất là những cái máy massage, nghĩa là có 102 tuyệt vời, rồi những cái nệm Lamborghini mà khi quý vị nằm nó chống đau lưng, rồi có những cái máy mà Văn Châu thích nhất là cái máy mà xoa bóp thần kỳ Made in Korea. Cái ghế này nó nằm mình trị đau lưng những người nào lớn tuổi như Văn Châu mà nằm lên đó chừng vài lần là thấy cảm thấy cái lưng mình nó được giãn. Những quý vị nào bị thần kinh tọa, bị tiểu đường, bị cao máu, bị mất ngủ, nằm trên cái tấm nệm thần kỳ này, massage thần kỳ này của Hàn Quốc thì chắc chắn người cũng thích lắm. Đó là cái tấm nệm Seragem. Bên cạnh đó còn về phụ nữ sắc đẹp thì có cái máy mà massage. Trong vòng nghĩa là quý vị chỉ massage một bên chừng 5 phút là đã thấy da mặt mình nó căng bóng, không cần phải đi giải phẫu thẩm mỹ. Đó. Còn rất nhiều mặt hàng mà cho sắc đẹp, là cho sức khỏe của công ty điện tử Teletron. Và bây giờ trở lại phần ca nhạc, Văn Châu xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một dòng ca trầm ấm, truyền cảm. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón nam ca sĩ Chế Phong. Chế Phong xin kính chào quý vị. Anh Nghĩa hôm nay mà anh ngầu quá. Bộ chạm pháo tay cho anh Nghĩa sửa quý vị. Thank you. Sau đây Chế Phong xin gửi đến quý vị bằng một bài hát được viết của Trúc Phương. Bài hát có tựa đề Ai cho tôi tình yêu. Xin mời quý vị. Tình yêu để làm duyên lụa, tôi
xin cảm ơn quý vị rất nhiều.